Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, đầu giờ chiều ngày 3 tháng 10 năm 2022, kênh ghi nhận tình hình giá mít Thái tại các khu vực là ổn định nha bà con. Thì kênh cũng tiếp tục làm clip để chia sẻ thông tin đến bà con, để bà con nắm bắt được thông tin và mua bán mít chiều ngày hôm nay sao cho có mức giá hợp lý. Bà con lưu ý giá kênh cập nhật cho bà con là giá thương lái mua tại vườn. Tuy nhiên do là tùy theo đoạn đường vận chuyển xa hay gần, rồi tùy theo là anh em thương lái bán cho vựa nhỏ hay là vựa lớn nữa, thì nó sẽ có cái sự dao động giá. Bà con lưu ý dùm kênh vấn đề này nha. Tại khu vực Tiền Giang đó, thì đầu giờ chiều ngày hôm nay kem lớn còn 28, kem nhỏ 18, kem 3 là 8, mít kem rớt là 8 và 11 ngàn đồng. Tại Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, kem lớn là 27, kem nhỏ 17 và kem 3 là 7 ngàn nha bà con. Mít chợ hiện dao động từ 4 cho tới 6 ngàn đồng. Tại khu vực miền Đông, kem lớn 24, kem nhỏ 14, kem 3 là 6. Ngoài giá mít thì trên kênh còn cập nhật giá nhiều loại nông sản khác. Bà con hãy nhớ đón theo dõi bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video, cũng như bà con có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm nhiều thông tin khác nữa nha. Cảm ơn bà con rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.